Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh tin tức Thì Thi. Chúc cho quý vị và các bạn luôn có những ngày hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một bản tin nóng mới trong ngày. Hàng ngàn khách hàng đã mắc kẹt trên biển bởi vì trên tàu có hai vợ chồng người Trung Quốc bị nhiễm corona. Tôi bị kẹt trên du thuyền Ý vì vợ chồng Trung Quốc nghi nhiễm corona, Nhà báo Giành Đức là một trong hàng ngàn hành khách đang bị kẹt trên du thuyền châu Âu Costa Smeralda không được phép xuống bờ vì có một hành khách nữ người mặc câu Trung Quốc nghi là bị nhiễm virus corona. 8 giờ 30 sáng 30 tháng 1, giờ Rome, tức là 14 giờ Việt Nam, tôi, một trong những hành khách trên tàu, chuyến tàu chở khoảng 6.000 khách và 1.000 thành viên thủy thủ đoàn, du lịch Costa Smeralda cùng với một số du khách đã sốt ruột đợi chờ tàu cập cảng Civitavici để bắt xe buýt hay là xe lửa vào Rome tham quan. Nhưng mà sau đó chúng tôi đã nghe thông báo, quý khách yên lòng kiên nhẫn vì các nhân viên y tế cảng đang làm thủ tục kiểm tra thường lệ. Với những du khách từng tới cảng này, chuyện chờ đợi lâu, xưa này không hiếm. Có khách nhắn mạnh, họ nói kiểm tra bình thường, nhưng mà trong hoàn cảnh bất thường thì nên hãy xem xét là phải chờ đợi bao lâu. Chúng tôi đợi một tiếng rồi hai tiếng, bèn hiểu ngay đang có chuyện. Cứ thế bộ phận quan hệ công chúng lâu lâu lại đọc thông báo mong quý khách kiên nhẫn. Đến 11 giờ 50, loa phóng thành vang lên. Đây là hạm trưởng của tàu Costa Melara. Chúng tôi phải thông báo do đang có những điều điều tra y tế mà kết quả sẽ chỉ có vào tối nay, cho nên chúng tôi buộc phải hủy các chuyến tham quan trên bờ. Tất cả các hành khách đã đặt chỗ sẽ được hoàn tiền. Riêng các khách của ngày hôm nay rời tàu thì sẽ được chúng tôi hỗ trợ tìm cách giải quyết thích hợp nhất. 14 giờ 04, chúng tôi được thông báo chính thức không xuống tàu. Các nhà hàng được mệnh lệnh là mở cửa đón khách không xuống bờ. Họ làm việc hết tốc độ mà vẫn không kịp đón khách. Gần 15 giờ, một thông báo mới mời các khách hôm nay xuống tàu chặng cuối, có thể xuống tàu màu đỏ vui lòng xuống nhà hát San Remo tập trung. Một sĩ quan trên tàu tên là Misla cho biết là vẫn chưa có kết quả xét nghiệm y tế trước 17 giờ, cho nên hành khách vẫn chưa thể xuống tàu được. Như thế là chúng tôi hiểu lệnh cách ly vẫn còn và đang chấp nhận chờ đợi mà không hề than phiền gì. Chúng tôi hiểu quyết định của nhà chức trách y tế là cần thiết và không thể khác hơn trong tình hình dịch bệnh hô hấp do chủng virus corona mới 2019 đã lây lan từ người sang người qua nhiều nước. Như trường hợp thứ tư vừa mới được xác nhận ở Đức hay là ở trường hợp ở Mỹ, và du khách những người không phải xuống tàu hôm nay nhìn chung vẫn đang bình thản. Các hồ bơi trên tầng 16, 19 vẫn đông nghẹt khách. 20 giờ, một số khách cùng phòng ăn thắc mắc là sao truyền hình đã là loan kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona đối với đôi vợ chồng trên tàu mà vẫn thông báo là chưa có kết quả. Có người trả lời chắc là không có kết quả ngược đâu, mà khi truyền hình đã loan là không sao. 22 giờ kém 10, tối cùng ngày, loa phóng thanh trên tàu phát thông báo của hàm trưởng cho biết là kết quả xét nghiệm các nơi cho thấy là kết quả âm tính và ngày mai các khách sẽ được rời tàu, chuyến tham quan sẽ được tiếp tục. Chỉ huy con tàu chịu trách nhiệm to lớn khi chở 6.000 đến 7.000 người, tối đa là 5.224 khách phòng đôi, 6.554 khách nếu như có kèm con nhỏ. Họ cũng chịu trách nhiệm với 1.646 thủy thủ đoàn nhân viên, do đó chỉ huy tàu nhất định phải đảm bảo an toàn cho mọi người và xã hội. Không che giấu, không nhận thêm hay là cho ra vì bất kỳ lý do gì.